Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý khán giả, dường như buổi sáng thứ bảy lại càng trở nên đẹp hơn khi chúng ta được gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe để chia sẻ cho nhau thật nhiều thông tin kiến thức hữu ích. Đến với chương trình ngày hôm nay, Phương Trinh hân hạnh được cùng quý khán giả đi qua 30 phút thời lượng của chương trình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những băn khoăn thường gặp trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ một cách hợp lý. Chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay sau đây với một số những thông tin có liên quan đến sức khỏe và đời sống. Theo quan điểm truyền thống, những người mắc bệnh tim cần phải thận trọng trong chế độ vận động của cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri, Mỹ gần đây cho thấy, rèn luyện thể chất có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của mạch máu trong tim, ngay cả đối với những người bị suy tim. Đây là kết luận dựa trên nghiên cứu loài heo, sinh vật có mạch máu và cơ tim cả về cấu trúc và chức năng giống con người. Các nhà khoa học nhận thấy rằng, dù vận động ít hay nhiều, thời gian dài hay ngắn thì việc tập thể dục chẳng hạn như đi bộ giúp tăng cường sức khỏe của các mạch máu trong tim. Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Applied Physiology, nhà khoa học thuộc nghiên cứu này cũng nhận định rằng các mạch máu xơ cứng có thể chặn hoặc làm giảm lượng máu đến tim, từ đó dễ dẫn đến một loạt vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, các bệnh lý liên quan đến tim rất phức tạp và nguy hiểm. Người bệnh tuyệt đối không nên tự vận động hay tập luyện nếu không có ý kiến của bác sĩ. Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể giúp con em mình hạn chế nguy cơ mắc trầm cảm bằng cách cho trẻ tham gia các bộ môn thể thao tiếp xúc. Vì những người được chơi các môn thể thao tiếp xúc ở tuổi thanh niên ít gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần khi ở độ tuổi cuối 20 và đầu 30. Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng những người chơi bóng đá có tỷ lệ trầm cảm thấp hơn so với các nhóm khác khi trưởng thành. Đây là kết luận rút ra từ một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Colorado Boulder, Mỹ, thực hiện với 11.000 thanh thiếu niên từ lớp 7 đến 12 và theo dõi trong 14 năm. Những người không chơi thể thao trong độ tuổi 8 đến 14 tuổi có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn 22% vào những năm cuối 20 và đầu 30 tuổi. Nghiên cứu này được công bố trên chuyên san Orthopedic Journal of Sports Medicine. Theo nghiên cứu trước đó, một nửa các bệnh lý về tâm thần khởi phát ở độ tuổi 14, nhưng phần lớn đều không được phát hiện hay điều trị. Thừa cân béo phì là một đại dịch không lây toàn cầu, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và là nền tảng phát sinh nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Mới đây, nghiên cứu của Đại học Bergen ở Na Uy một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những ai đang hoặc có nguy cơ là nạn nhân của chứng béo phì. Nghiên cứu kết luận rằng, người trưởng thành bị thừa cân béo phì có khả năng mắc các loại ung thư khác nhau. Cụ thể hơn, người bị thừa cân trước tuổi 40 có thể tăng nguy cơ ung thư lên đến 70%, theo Science Daily. Nghiên cứu này tập trung làm rõ mối liên hệ giữa mức độ béo phì, độ tuổi mắc bệnh, quá trình bị thừa cân, có mối liên hệ như thế nào đến tỷ lệ mắc ung thư. Thông qua việc phân tích dữ liệu thu thập từ 220.000 người tham gia đến từ Na Uy, Thụy Điển và Áo trong suốt 18 năm, các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận về mối quan hệ song song giữa chứng thừa cân béo phì ở người trưởng thành với tỷ lệ mắc ung thư cao. Dựa trên phân tích của 10 nghiên cứu từ Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á với tổng cộng khoảng 1,4 triệu người, một báo cáo mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa JAMA Oncology Mỹ cho biết những người ăn nhiều sữa chua và chất xơ giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi so với những người không ăn. Cụ thể, nam giới ăn khoảng 85ml sữa chua mỗi ngày và nữ giới ăn khoảng 114ml sữa chua hàng ngày, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi đến 19%. Những người tiêu thụ nhiều chất xơ giảm khả năng mắc bệnh đến hơn 17%. Khi kết hợp lại, những người có lượng tiêu thụ sữa chua và chất xơ cao nhất đều giảm 33% nguy cơ ung thư phổi. Đáng chú ý, những người hút thuốc, đối tượng dễ mắc ung thư phổi nhất, cũng giảm nguy cơ ung thư phổi khi thường xuyên dùng chất xơ và sữa chua. Hiện các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác tại sao sữa chua và chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi. Tuy nhiên, bước đầu họ xác định nguyên nhân có thể liên quan đến việc hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò chính trong việc giảm viêm. Một viện nghiên cứu có tên Wellcome Sanger đã tuyên bố phát triển được công nghệ có thể sắp xếp gen của tế bào ruột kết, giúp phát hiện sớm ung thư đại tràng. Để xác định các đột biến, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi chụp laser để cắt các lỗ nhỏ trên mẫu mô đại tràng. Công nghệ này cho thấy quá trình phát triển của một tế bào từ khỏe mạnh trở thành một khối u gây bệnh ung thư, từ đó người bệnh được can thiệp sớm.
ung thư xảy ra khi gen có những đột biến bất lợi trong cơ thể người. Số lượng đột biến đạt đến một mức độ nào đó dẫn tới tế bào sẽ phân chia tràn lan, tạo thành khối u và dẫn đến ung thư. Đột biến gây ung thư chỉ được xác định khi mô đã phát triển thành khối u. Vì vậy, ung thư gần như là một án tử đối với người bệnh. Theo Tổ chức Ung thư Đại trực tràng Anh, hàng năm có khoảng 42.000 ca bệnh ung thư trực tràng được phát hiện. Đây là loại ung thư gây tử vong nhiều thứ hai sau ung thư phổi. Các nhà khoa học tại Puerto Rico mới công bố, những người phụ nữ ăn món ăn được làm từ hành và tỏi thường xuyên có ít nguy cơ mắc ung thư vú hơn tới 67% so với những người không ăn. Hai loại gia vị này rất giàu flavonol và các hợp chất organosulfate. Đáng chú ý, các hợp chất có trong tỏi như S-alicysteine, dialin sulfit và dialin disulfit hay kiềm, incysteine, sulfoxit trong hành tây được chứng minh có các đặc tính chống ung thư ở người, cũng như trong các nghiên cứu trên động vật thực nghiệm. Tác giả chính của nghiên cứu cho rằng, tỷ lệ ung thư vú ở Puerto Rico thấp hơn Mỹ có thể do thói quen tiêu thụ nhiều hành tỏi nhất trên thế giới bằng việc ăn món truyền thống là sofrito, có nguyên liệu chủ yếu là hành tây và tỏi. Ngoài ra, những người phụ nữ này cũng thường xuyên sử dụng các món hầm, các món ăn làm từ đậu và gạo có rất nhiều hành và tỏi. Nghiên cứu nói trên được đăng tải trên tạp chí Dinh dưỡng và Ung thư do các nhà khoa học của Đại học Buffalo và Đại học Puerto Rico tiến hành. Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam năm 2019 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu phong phú các sản phẩm nông sản thực phẩm đạt chất lượng xuất khẩu. Theo Công ty Cổ phần Lai Phú, một đơn vị chuyên sản xuất bánh kẹo và nước giải khát tham dự sự kiện này cho biết, để đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam và các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, mặt hàng xuất khẩu phải đa dạng, chế biến an toàn và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng tại thị trường nhắm đến. Đơn vị khẳng định, chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết để thực phẩm tiếp cận được các thị trường nước ngoài có nhiều yêu cầu khắt khe. Bên cạnh đó, việc linh hoạt thay đổi thiết kế bao bì và thành phần cho phù hợp từng thị trường cũng là yếu tố then chốt để sản phẩm có thể xuất khẩu. Để làm được những điều trên, nhà sản xuất cần đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại và khép kín, đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng. Đồng thời, việc ưu tiên sử dụng nguyên liệu thiên nhiên và không ngừng nghiên cứu phát triển hương vị mới, thơm ngon để gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng cũng là cần thiết. Nhà hoạt động nữ quyền thường cho rằng việc làm đẹp giúp người phụ nữ nhận thức và làm chủ cơ thể của chính mình một cách chân thực hơn. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, khi mối quan tâm về việc làm đẹp quá mạnh mẽ, nó có thể trở thành một nỗi ám ảnh thực sự. Trong một nghiên cứu cách đây không lâu, giáo sư Reni Engel của Đại học Tây Bắc, Hoa Kỳ cho rằng ngày nay, văn hóa làm đẹp đang có khuynh hướng trở nên tiêu cực và làm người phụ nữ rời xa những giá trị quan trọng hơn. Nhà nghiên cứu tâm lý này cho rằng nỗi ám ảnh về cái đẹp là căn bệnh tâm lý phổ biến toàn xã hội, chứ không của riêng ai. Ở một góc độ nào đó, người phụ nữ chính là nạn nhân của áp lực xã hội về quan niệm cái đẹp. Một khái niệm mới được đặt ra đó là vẻ đẹp bệnh hoạn. Nhà nghiên cứu nói trên lập luận rằng vẻ đẹp bệnh hoạn là khi năng lượng cảm xúc của người phụ nữ bị ràng buộc bởi những gì các cô nhìn thấy trong gương, hơn là những gì nhìn thấy được qua những khía cạnh khác trong cuộc sống. Qua phỏng vấn nhiều phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, nghiên cứu này cho thấy rằng phụ nữ và trẻ em gái khi tương tác với các phương tiện truyền thông xã hội thì có tỷ lệ mắc rối loạn ăn uống cao hơn, tăng các triệu chứng trầm cảm và mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn. 82% phụ nữ ở độ tuổi đại học so sánh cơ thể của họ không sánh bằng cơ thể của một người mẫu, và 70% phụ nữ trẻ tin rằng mình sẽ được người khác đối xử tốt hơn nếu trông như những người đẹp lý tưởng trên các phương tiện truyền thông. Một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ quản lý tài chính của mình rất là tốt và tự tạo ra tài chính cho mình và thành công trên mọi lĩnh vực. Vẻ mặt và dáng dốc thì cân đối với nhau, hài hòa với nhau. Theo tôi thấy, về cái tiêu chuẩn mực cái đẹp bây giờ của xã hội rất là cao, một người phụ nữ đẹp cần phải có tỷ lệ thân hình cân đối, đẹp, thanh mảnh. Còn về khuôn mặt thì phải có mũi cao, mắt to và môi trái tim. Riêng tôi, về người phụ nữ thì về ngoại hình đẹp là
giữa khuôn mặt và thân hình, hình dáng của họ nó phải cân đối với nhau, và họ phải đẹp toàn diện về vẻ bề ngoài và cả cái nhân cách của họ. Họ cân đối giữa khuôn mặt và dốc dáng, nó điều chỉnh thích hợp, và họ biết tự làm chủ được cái bản thân về cái tài chính, về công việc của họ như vậy. Để đẹp hơn, không ít người phụ nữ sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào các kỹ năng làm đẹp, trang điểm. Theo nghiên cứu tại sao phụ nữ sử dụng trang điểm, hàm ý các đặc điểm tâm lý trong các chức năng trang điểm đăng tải trên tạp chí khoa học mỹ phẩm thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở Pháp, các nhà khoa học phát hiện thấy những người trang điểm chia làm hai nhóm với hai mục đích khác nhau là ngụy trang và quyến rũ. Phụ nữ thuộc nhóm chức năng ngụy trang lo lắng, phòng thủ và cảm xúc không ổn định hơn so với những người thuộc tầng lớp chức năng quyến rũ, có vẻ hòa đồng, quyết đoán và hướng ngoại hơn. Tuy nhiên, câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là làm sao để chăm sóc sức khỏe đúng cách thì dường như lại đang bị nhiều phụ nữ lãng quên. Thưa quý khán giả, làm sao để chăm sóc sức khỏe đúng cách cho người phụ nữ để đẹp luôn song hành với khỏe, chứ không phải là một vẻ đẹp khiếm khuyết như vừa nêu. Đây cũng chính là câu hỏi chúng tôi đã tham vấn vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Người ta gọi là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ đẹp và phụ nữ biết làm đẹp mà thôi. Do vậy chúng ta là khi mà chúng ta đi được, có cái đôi giày cao gót của chúng ta sẽ làm cho chúng ta trở nên đẹp hơn, trở nên quyến rũ hơn. Chúng ta sử dụng đôi giày cao gót nhưng mà một cách hợp lý. Ở tại cơ quan làm việc thì chúng ta không nên là đi giày cao gót quá nhiều, mà chúng ta sử dụng những cái đôi dép xẹp hoặc là đôi giày thể thao để tránh cho những cái đau mỏi cơ xương khớp và tránh thoái hóa khớp. Thưa quý khán giả, hiện nay hình ảnh về cái đẹp gắn liền với sự thành công được đám đông ngưỡng mộ có ở khắp nơi xung quanh chúng ta, tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Và ít nhiều, điều này khiến cho những cô gái trẻ hay những người phụ nữ kể cả đã có tuổi cảm thấy một nỗi ước ao khi so sánh bản thân mình với những hình mẫu nổi trội này. Phụ nữ chúng ta bao giờ cũng thích mang một cái đôi giày cao gót. Cái chuyện đó nó gây ra những cái hậu quả như thế nào? Thứ nhất, khi chúng ta đi giày cao gót thì cái mũi bàn chân đi trong cái đôi giày bít như vậy là được bóp nhỏ lại. Điều đó có nghĩa là cái ngón cái sẽ có thể ngồi lên trên cái ngón số 2, và như vậy là cái khớp bàn ngón 1 nó sẽ tóe ra ngoài, và như vậy là đa phần các chị em là bị kêu đau và có những cái cục sưng chai ngay vị trí của khớp bàn ngón 1. Thứ hai nữa, cái vòm bàn chân sẽ bị ảnh hưởng khi chúng ta đi giày cao gót quá cao. Thứ ba nữa là cái khớp cổ chân sẽ phải chịu lực, và trong trường hợp chúng ta đều biết là khi mà đi giày cao gót như vậy thì là cái gót chân không bao giờ là to mà nó rất là nhỏ, mà nhỏ như vậy thì nó không vững thì khi đi như vậy các chị em phụ nữ sẽ phải điều chỉnh làm sao cho cái trọng tải nó rồn đúng vào cái gót chân như vậy. Do vậy chính là xảy ra tình trạng mất vững và rất dễ bị chấn thương cái khớp cổ chân. Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế sắc đẹp chính là một hệ quả tất yếu của sức khỏe. Một mái tóc đen bóng dày khỏe cho thấy cơ thể được cung cấp đầy đủ chất kẽm và sắt. Hay bên cạnh đó là đôi môi hồng nhuận, làn da sáng bóng, chứng tỏ cơ thể được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và vận động hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm này cần thời gian kéo dài và sự đầu tư đúng mực. Nó khó và lâu hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng các loại mỹ phẩm hay những biện pháp ngoài da khác. Thực phẩm chức năng thì đa phần là có trong thành phần đó có nhiều vitamin, khoáng chất và rất nhiều cái thành phần mà được gọi là chiết xuất từ thiên nhiên, tự nhiên. Có những cái nghiên cứu đã chứng minh được là có thể là chống lão hóa, thường nhất chúng ta thấy là chống oxy hóa, trắng da, chống nắng, rồi giảm cân, rồi kích thích mọc tóc, làm cho làn da chúng ta săn chắc hơn, căng bóng hơn, mịn màng hơn. Tức là những cái loại thực phẩm chức năng đều có ghi lên những cái công dụng như vậy. Đa số thực phẩm chức năng là an toàn, tại vì có trong thành phần thì thường là những cái vitamin cái nồng độ thấp và những thực phẩm và những chất xuất từ thiên nhiên như đã nói. Tuy nhiên mà khi mà sử dụng nếu chúng ta cần phải thời gian lâu dài mới có được cái hiệu quả như mong muốn. Nhiều bạn thì vừa uống trắng da, vừa uống chống nắng, rồi vừa uống trẻ hóa da, rồi săn chắc da, thì trong đó có một số thành phần vitamin mà nhiều khi cái hàm lượng vitamin nó vượt quá cái mức mà cho phép hàng ngày, thì chúng ta phải chú ý trong cái sự kết hợp những cái loại mà thực phẩm chức năng đó.
thì có thể nói chung là đa số là an toàn, chúng ta có thể sử dụng và lâu dài để đạt được cái hiệu quả là duy trì cái tuổi thanh xuân của chúng ta. Tuy nhiên nó không phải là thuốc, về nghiên cứu nó không xếp vô là cái loại chứng minh hiệu quả và cho phép được gọi là thuốc để điều trị. Thưa quý khán giả, cuộc sống ngày càng đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Có không ít chị em phụ nữ hiện nay đang vừa phải học tập lao động lại cán đáng thêm nhiều vai trò. Điều đó gia tăng áp lực, khiến cho các chị em phụ nữ nhiều khi bỏ bê đi sự chăm sóc bản thân, khiến cho vẻ ngoài trở nên ảm đạm hơn. Sau đây là một số những lưu ý bác sĩ mong muốn gửi đến các chị em phụ nữ. Chúng ta có một cách là chúng ta, điều quan trọng chúng ta phải có kế hoạch. Cái kế hoạch đó phù hợp với cái nếp sinh hoạt, cái chu kỳ và cái công việc của chúng ta. Chúng ta có lên một kế hoạch riêng cho bản thân của chúng ta, tức là chúng ta cần lưu ý một điều, chăm sóc bản thân. Kế hoạch chúng ta có thể không giống, không có phải tuân thủ đúng y như là những cái gì mà chúng ta biết được, không có thức khuya, rồi làm việc căng thẳng, rồi chế độ dinh dưỡng là phải uống nhiều nước, ăn rau nhiều, hạn chế những đồ ăn nhanh, thì mình không có làm như vậy được. Thì chúng ta có một cái kế hoạch riêng, chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng riêng, và kế hoạch chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta tập luyện theo như bản thân của chúng ta. Thí dụ chúng ta luyện tập mà thể dục thể thao không thể nào hàng ngày được thì chúng ta dành ra một buổi chủ nhật đó, ngày nghỉ thì chúng ta luyện tập thể dục thể thao. Rồi ăn thì chúng ta có thể chia nhỏ bữa ra, hoặc là đó, chúng ta có thể dùng những thực phẩm chức năng kèm theo để bổ sung. Và điều quan trọng đó là chúng ta có mục tiêu, kế hoạch và có mục tiêu. Chúng ta đặt ra một mục tiêu, chúng ta phải quyết tâm, tức là phải đạt được cái mục tiêu đó và theo cái kế hoạch của mình, và lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Và đó là tức là cái thần thái của chúng ta đó. Chúng ta có kế hoạch thì chúng ta sẽ làm được những điều chúng ta mong muốn. Thưa quý khán giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe các ý kiến tư vấn rất thiết thực và bổ ích do bác sĩ mang đến chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chuyển đến nội dung tiếp theo với một phóng sự ngắn, mời quý khán giả cùng với Phương Trinh một lần nữa điểm lại những lưu ý vắn tắt để chúng ta nhớ rõ hơn về nội dung chương trình ngày hôm nay. Để duy trì sức khỏe tốt cho phụ nữ, tuân thủ các tiêu chí sau đây. Duy trì tinh thần tích cực, lạc quan, tránh xa phiền muộn. Không ăn kiêng nếu chưa có sự thăm khám tư vấn chuyên môn. Phụ nữ dưới 50 tuổi cần bổ sung 1.000mg canxi mỗi ngày. Phụ nữ trên 50 tuổi cần 1.200mg canxi mỗi ngày. Phụ nữ cần kết hợp giữa tim mạch và sức đề kháng hoặc tập thể dục, giảm cân ít nhất 3-5 lần một tuần để giúp ngăn ngừa bệnh loãng xương, bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Trong kho tàng thần thoại của các dân tộc trên thế giới, có rất nhiều câu chuyện thú vị về đề tài vẻ đẹp bất diệt. Từ xưa đến nay, vô số tiền bạc và thời gian đã được chi trả cho công cuộc đi tìm thần dược, giúp giữ mãi tuổi trẻ và sắc đẹp. Hiện nay, mặc dù vẫn chưa có phương pháp nào duy trì nhan sắc vĩnh hằng, thế nhưng những nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên một số thực phẩm sau đây sẽ giúp trì hoãn sự lão hóa. Nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa và đặc biệt là duy trì sắc đẹp và sự sống rất là đẹp của làn da, thì thực phẩm nào có nhiều nước sẽ là ưu tiên lựa chọn. Tất cả các loại rau xanh và rau có lá, tất cả các loại trái cây thuộc họ cam chanh, và hầu như tất cả các loại rau và trái cây nào có màu tím đậm. Và chúng ta cũng chọn lựa loại thực phẩm nào trong thành phần có nhiều beta-carotene và có nhiều vitamin E cũng sẽ hỗ trợ cho cái quá trình chuyển hóa hấp thu. Tới đây thì chúng tôi muốn kể đến các loại thực phẩm có màu trắng. Chúng ta có nấm, các loại hạt đậu có màu trắng. Chúng ta sẽ chú ý đến cái nhóm thực phẩm thứ hai, đó là nhóm thực phẩm là thủy hải sản. Trong này lưu ý các loại nhuyễn thể, ví dụ như các loại sò, các loại nghêu. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn thịt, thì chúng ta phải chú ý là chọn các loại thịt trắng. Ở đây chúng ta sẽ kể đến các loại cá nạc và các loại cá béo. Đồng thời là tôm cũng là loại thực phẩm hỗ trợ cho cái quá trình chống lão hóa của chúng ta được khá là tốt. Một trong những thực phẩm dễ tìm, giá phải chăng, công dụng tốt đối với sự tươi trẻ, đó chính là dầu ô liu. Nó được xem là một trong những chất béo lành mạnh nhất trên trái đất và cũng khá dễ tìm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh phổ biến liên quan đến lão hóa, làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và có thể có hiệu quả trong việc chống ung thư. Dầu ô liu cũng có thể giúp làn da của bạn trông trẻ hơn. Các nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm cho thấy nó có tác dụng chống viêm da rõ rệt và có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.
Ngoài ra, gần 73% dầu ô liu bao gồm chất béo không bão hòa đơn, giúp tăng độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Tuy nhiên, sử dụng thực phẩm tốt không thôi vẫn là chưa đủ trong việc duy trì vẻ tươi trẻ. Chúng ta có khá nhiều thực phẩm sẽ làm cho làn da của chúng ta không được sáng đẹp và làm cho chúng ta mau có các cái dấu hiệu lão hóa. Trước tiên đó là các loại bia, rượu và các thức uống có cồn. Tiếp theo đó chính là các loại thức ăn, đồ uống nào mà trong thành phần có nhiều đường tự do. Chúng ta kể ra các loại bánh ngọt, các loại nước ngọt, các loại nước tuy gọi là nước trái cây nhưng nếu được bổ sung thêm nhiều đường vào thì nó sẽ mất cái tác dụng là bảo vệ cho làn da của chúng ta mà nó sẽ làm cho làn da của chúng ta sẽ bị lão hóa nhanh. Tiếp tục kể đến là cách chế biến. Nếu chúng ta chế biến kiểu nướng, chiên ngập dầu thì sẽ làm biến đổi các cái thành phần ở trong thực phẩm và nó sẽ làm cho làn da của chúng ta mau chóng bị lão hóa hơn. Khoa học không ngừng có những phát kiến mới. Tuy nhiên càng tiến xa trên con đường nghiên cứu những điều mới mẻ, người ta lại càng nhận ra rằng dường như chân lý hay câu trả lời vẫn luôn tồn tại xung quanh ta dưới những hình dạng nguyên thủy và đơn sơ. Đối với lời giải cho việc duy trì sức khỏe và nhan sắc tươi trẻ lâu dài cũng vậy, hãy sử dụng những thực phẩm tươi ngon và duy trì tâm trí tích cực. Đó chính là lời khuyên chung của các nhà chuyên môn dành cho chúng ta. Khỏe và đẹp là ước vọng của loài người từ thuở hồng hoang. Thế nhưng sở hữu sức khỏe và sắc đẹp dài lâu chưa bao giờ là một điều đơn giản. Trên hành trình truy cầu sự an lạc về thể chất và tinh thần, cách đây khoảng 5.000 năm, các nhà hiền triết Ấn Độ đã đưa ra một phương pháp tập luyện với những động tác có phần kỳ lạ so với các bộ môn nâng cao thể chất khác, đó chính là yoga. Để nói về lợi ích của yoga thì không thể nào diễn tả hết trong một vài giây ngắn gọn, nhưng mà tôi có thể nói như thế này. Yoga không những mang lại lợi ích về vẻ bề ngoài ở thể chất, sau khi tập yoga một thời gian thì làn da nó sáng lên và cơ thể sẽ bắt đầu dẻo dai hơn. Và ngoài ra thì ở tâm thân trí của mình, trong tâm của mình luôn cảm thấy sự bình an và thoải mái nhẹ nhàng. Từ kinh nghiệm thực tiễn của nhiều người đi trước đã cho thấy, yoga là một phương pháp tăng cường các hoạt động thể chất, đặc biệt là thể lực, sự linh hoạt và khả năng thăng bằng. Sau một thời gian tập luyện bộ môn này, nhiều người cảm nhận huyết áp được ổn định hơn, máu huyết lưu thông tốt hơn, tình trạng viêm sưng đau trước đó cũng có sự cải thiện. Đáng chú ý, các triệu chứng của bệnh trầm cảm, căng thẳng, mệt mỏi, khó ngủ cũng thuyên giảm. Một số bệnh nhân hen suyễn từng tập yoga cũng cảm thấy dễ hít thở hơn. Theo chị Khổng Thị Xuân, nhà vô địch giải yoga châu Á trong nhiều năm liền cho biết, nhiều học viên đến hệ thống Raja Yoga do chị điều hành và hướng dẫn chuyên môn đã thành công trong việc rèn luyện sức khỏe, điều trị bệnh và giải tỏa các vấn đề tinh thần. Trung tâm của tôi có đội ngũ huấn luyện viên đến từ Ấn Độ và tất cả những giáo viên này đều được sàng lọc, trải qua rất là nhiều các cuộc thi cũng như là đã được rất nhiều huy chương. Hệ thống gồm 8 trung tâm ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Quy Nhơn. Gần đây nhất, chi nhánh thứ 9 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu cải thiện sức khỏe và sắc đẹp của nhiều chị em phụ nữ. Chị cũng cho biết, có hơn 70 cơ sở yoga mang cùng thương hiệu do các huấn luyện viên của hệ thống đứng ra điều hành riêng lẻ. Trên thế giới, loại hóa chất tổng hợp dùng bôi ngoài da để chống ảnh hưởng không tốt của ánh nắng được biết đến đầu tiên là vào năm 1928 và được thương mại hóa là vào năm 1936. Một trong những loại kem chống nắng đầu tiên từng được sử dụng rộng rãi là sản phẩm chế tạo dành cho quân đội Mỹ trong cuộc Thế chiến thứ hai vào năm 1944 nhằm giúp quân nhân tránh tác hại của tia cực tím ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, mặc dù cho đến khoảng những năm đầu thế kỷ 21, kem chống nắng vẫn còn là sản phẩm xa lạ với nhiều người. Thế nhưng hiện nay, phần đông thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ thanh niên, đã xem nó gần như là một vật bất ly thân. Trước ánh nắng bây giờ có rất nhiều tia UV, những chất độc hại, thì mình sử dụng kem chống nắng như là mình bảo vệ bản thân mình trước khi nghĩ đến chuyện làm đẹp. Còn riêng về các sản phẩm chống nắng hiện tại thì mình đang sử dụng ở cái mức giá khoảng từ 100 đến 200 nghìn đồng và mình nghĩ đó là cái mức thị trường phổ thông mà rất nhiều những cái cửa hàng tiện lợi người ta cũng có bày bán ở cái mức giá này.
Thông thường thì khi ra ngoài hoặc là ngay cả trong văn phòng thì tôi đều có sử dụng kem chống nắng. Hiện nay thì tôi sử dụng kem chống nắng là khoảng từ 300 đến 400 ngàn một tuyết. Trải qua quá trình truyền thông tích cực của ngành mỹ phẩm, kem chống nắng được tin là giúp người sử dụng chống lại tác hại của ánh nắng. Nhiều người tiêu dùng cho rằng chỉ cần phủ đều dung dịch chống nắng lên làn da khoảng 20 phút trước khi phơi mình dưới vầng thái dương là đã có thể chống ung thư da, chống lão hóa da và giữ màu sáng đẹp cho làn da. Tuy nhiên, với một sản phẩm có thể chứa khoảng 17 loại hóa chất khác nhau, mỗi hóa chất lại có những đặc tính lý hóa riêng, thì tính an toàn cho người sử dụng bao giờ cũng là một câu hỏi được giới chuyên môn quan tâm. Kem chống nắng là sản phẩm mà kết hợp các cái thành phần với mục tiêu là giúp làn da của chúng ta chống lại tác động tia UV hay còn gọi là tia cực tím phát ra từ ánh sáng trời. Hiện tại thì kem chống nắng có được phân chia ra làm hai loại, đó là kem chống nắng vô cơ hay còn gọi là kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hữu cơ hay còn gọi là kem chống nắng hóa học. Tuy thành phần và cơ chế tác động khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giúp làn da của chúng ta chống lại tia UV. Trong kem chống nắng có thể chứa một số các cái chất có thể gây kích ứng da, ví dụ như là cồn, hương liệu, benzophenol 10, titanium dioxide v.v. Đối với một số các làn da nhạy cảm có thể sẽ bị kích ứng khi chúng ta thoa kem chống nắng. Ví dụ như là thông qua màu sắc của kem chống nắng đổi màu hoặc là kem chống nắng có mùi bất thường trên cái đầu tiết của kem chống nắng có thể có cái hiện tượng nấm mốc chẳng hạn. Không nên để kem chống nắng ở nơi mà có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng và phải hạn chế để kem chống nắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Có một nguyên tắc khi sử dụng kem chống nắng, đó là khi chúng ta sử dụng kem chống nắng vùng mặt thì có thể sử dụng để thoa cho vùng cơ thể, tuy nhiên không sử dụng ngược lại. Một cái cách dễ nhớ nhất đó là chúng ta thoa 3 lớp kem chống nắng trước khi đi ra ngoài trời từ 15 cho đến 30 phút và nhớ thoa lặp lại mỗi 2 tiếng. Trên thực tế, hiện nay nước Mỹ cho phép khoảng 17 loại hóa chất được dùng trong kem chống nắng, trong khi Liên minh châu Âu cho phép khoảng 28 loại. Điều này nói lên sự thật là tính an toàn tuyệt đối của các hóa chất có trong loại mỹ phẩm dùng ngoài da này vẫn còn là vấn đề cần xem xét. Tuy nhiên, sau tất cả, không thể phủ nhận sự hữu ích của kem chống nắng đối với việc bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp của con người. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Sống Khỏe kỳ này cũng đã sắp khép lại. Trong tuần tới chúng ta sẽ còn gặp lại nhau để chia sẻ cho nhau những thông tin kiến thức thú vị và bổ ích hơn nữa. Đó sẽ là đề tài gì? Quý khán giả hãy chia sẻ và gợi ý giúp chúng tôi nhé thông qua email bbtsongkhoe@gmail.com hoặc số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816. Những chương trình đã được phát sóng sẽ đăng tải trên kênh YouTube Sống Khỏe hoặc website truyenthonglongviet.com. Chương trình này được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt với khung giờ phát sóng rất dễ nhớ, 7 giờ sáng thứ Bảy kênh HTV7. Xin cảm ơn sự quan tâm yêu mến theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.